Đây là một con kênh tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Con kênh này như quý vị thấy là ngập đầy rác thải sinh hoạt do con người thải ra. Không một sinh vật nào có thể sống sót ngoài loài cá sấu caiman. Tuy nhiên có một điều đáng buồn là nhiều người thậm chí còn muốn săn bắt những con cá sấu này để lấy thịt. Các nhà sinh vật học cảnh báo, bất cứ ai ăn thịt cá sấu caiman tại dòng kênh ô nhiễm này đều có nguy cơ mắc bệnh vì độc tố do vi khuẩn lam tạo ra không được loại bỏ khi chiên, luộc hoặc bất kỳ cách xử lý thịt nào. Cá sấu caiman là loài động vật có thân hình to lớn, đầu phẳng với mũi hơi dẹt và đuôi dài chạy dọc theo cơ thể, có thể được tìm thấy khắp Trung và Nam Mỹ.